lợn con giúp mẹ như thế này được gọi là lợn mẹ không có sữa, lợn con không đủ sữa. Và khi mà lợn con không bú đủ sữa thì lợn con sẽ tiêu chảy. Bạn lợn mẹ này đang có dấu hiệu sốt ở một cái mức độ nhất định, nhìn cái nhịp thở này, và tiến tới là lợn con thiếu sữa, tiêu chảy. Đây, các bạn thấy không? Cái con đang nằm thế kia là cái con sắp chết rồi. Vì không được bú, giờ nó đuổi người đi, nó chết. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Đầu tiên chúng ta phải kích sữa cho lợn mẹ để lợn con có sữa bú. Và cái kích sữa thì chỉ sau một giây là có sữa. Kích bằng cái gì? Thì dùng oxytocin để tiêm vào tĩnh mạch tai. Tiêm 1cc oxytocin thì sau một giây sẽ có sữa. Bà lợn mẹ sốt, chúng ta kiểm tra xem cái dịch như thế nào nhé. Bà lợn này mới đẻ được, hôm nay là ngày thứ hai. Lẽ bình thường phải ra dịch trắng chảy ra, nhưng chúng ta thử xem nào. Cái dịch này dịch không sạch sẽ. Chẩn đoán bạn này vẫn đang sót con, cái mùi tương đối nặng. Được 3 ngày rồi, cái mùi tương đối nặng và bạn này bị đang sót con. Đấy. Vậy thì cái cách để xử lý sót con không còn cách nào khác là phải làm sao để cho con nó ra thôi bằng tay. Nếu như đẻ trong vòng 3 ngày thì chúng ta phải dùng tay chúng ta can thiệp, hoặc là chúng ta có thể thụt rửa, bạn ấy cũng ra được. Nếu như không kiểm tra thấy thì chúng ta phải tiêm hand broth vào, mở cổ tử cung ra và chúng ta xử lý. Tương đối nan giải với cái bạn này đấy. Đàn này thì con mẹ nó đẻ lắm con lắm mà tại sao mà con này nó lại ôi đấy. Cũng không còn con không. Nó chỉ có hiện tượng là sốt bình thường thôi. À, không còn con. Nó như chuẩn đau bụng, nó bốc nít, nó vào cái gần, nó cứ chầm bông lên. Thế là cô mới bảo hay là tại cô bật cái bóng điện xưởng kia mà nó cũng nóng. Vậy cô tắt nó đi. Đây, 1cc oxytocin tiêm vào tĩnh mạch tai của nó nhé. Đừng để nó hộc lên. Rồi. Ôi giời. Nào. Không được. Tình đá chứ. Phải lấy kim to hơn. Kim to hơn luôn là sao được tĩnh mạch. Quá dã man cho cái con này. Chưa bao giờ mình gặp cái con lợn nái nào mà khủng khiếp như con này. Rồi vắt sữa đi, vắt sữa về. Đấy, sữa nó về rất nhiều. Tiêm cái mà vắt ngay kìa. Đúng rồi, bác sĩ thì sao? Nhanh lên, thả hết con nó về. Đấy, hết rồi đấy, con nó nằm lên. Quá nhiều sữa. Đi ra. Ôi trời ơi. Cô kiểu gì không biết. Đang
đang nằm yên để đem cái phạch cái. Cháu chả hiểu cô kiểu gì. Tí nữa thì gãy tay. Đây là mất cái cơn sữa của nó. Đang yên đang lành. Tí nữa thì hôm nay bỏ nghe. Bố xóa ngon. Cái chôn của cái cá mẹ cá con đều rất bắn bắn. Sau một cái quá trình xử lý mệt mỏi thì thành công bạn này. Bạn này là kiểu hình thần kinh nó rất là linh động. Nhưng mà bây giờ thì các bạn ấy ngủ rồi. Để mà có được sữa tức thời cho lợn con bú ấy, thì chúng ta tiêm 1cc oxytocin vào tĩnh mạch tai. Nếu như bạn lợn nào mà dữ dằn quá thì chúng ta phải buộc cho nó nằm. Nhưng mà chắc chắn lợn sốt sữa là lợn mà thần kinh của nó đang bị ức chế. Và chúng ta phải hết sức nhẹ nhàng như lúc nãy các bạn thấy đấy. Cho con lợn con vào người nó, ngay lập tức nó bật dậy và nó tấn công lại. Nó chồm chổ lên thì mình phải xử lý mất một thời gian nữa, rất là mệt. Đấy, hiện giờ thì cũng đang rất tốt. Lợn mẹ bắt đầu nằm ngủ rồi và sữa về nhiều rồi. Để khắc phục cái hiện tượng lợn sốt sữa thì chỉ có một cách duy nhất, đấy là tiêm oxytocin vào tĩnh mạch tai. Xin chào.